Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Ok anh em, lần này thì Khải sẽ soi cao thủ ngự phong Như Anh cho anh em xem. Và Như Anh là cũng là trưởng lão của bang họ SE nha anh em. Đó, Khải sẽ soi cho anh em xem là set đồ của Như Anh như thế nào. Cũng có khá nhiều anh em hỏi soi đồ. Hiện tại này đang top 7 server nha anh em. Top 7 server tại đăng cấp 154. Đó. 154. Rồi, ad này Khải trước anh Evan anh em, Khải anh Evan chắc Khải cũng lên top 10 mấy đến 20 nè. Anh em xem những video trước cũng biết Khải đẩy Evan lên là lên top như thế nào rồi. Ok, tiếp tục anh em xem set đồ này nè. Như Anh. Như Anh đang sở hữu một set ông ba do chuyền 20. Đang làm kỷ lục rồi nè. Nhẫn 29 kháng hỏa, nhẫn 30 kháng băng, ngọc bội 29 kháng độc. Không biết phá gì đây. Có vẻ như là cái băng rồng thì chăng. Cái băng rồng hay thiên nhẫn hay là thiên nhẫn đao nè. Anh em suy đoán thử cái băng rồng hay thiên nhẫn đao nè. Em đang sở hữu mình một cái kiếm phát sáng hỏa sắc nội công 180 và làm chậm 40. Anh em dự đoán thử nè. Rồi chúng ta cùng xem cái áo. Đang sở hữu cái nón chứ. Một cái nón làm chậm 40, phòng thủ 18 và thân pháp 18, sức lực 1 lực. Một bao tay khăn băng 25-20, trúng độc, sức lực 1 lực. Áo nhu tinh. Có vẻ khả nghĩ này là thiên nhẫn là chủ đạo nè. Thiên nhẫn á, Khải nghĩ là thiên nhẫn chứ không ai mà cái bang đi mang nhu tình cả. Khải nghĩ là thiên nhẫn nè, thiên nhẫn đao á. Một cái đài lưng 24-40. Hiện tại đang có cho mình là 40 chón và kháng hỏa từ đài lưng. Và 80 chậm và 102 chậm chứ. 125 chậm nè. 125 chậm này. Đôi giày 15-40, vũ khí 40 và cái nón 18-40. Hiện tại đang có mình 120 chậm và 40 chón. Lượng kháng băng 25 từ bao tay và áo nhu tinh. Khải nghĩ này như thiên nhẫn này. Và đang sở hữu mình một con ngựa ơi, một con ngựa tối phiến cấp 4, kháng tất cả 5 nha anh em. Con ngựa này thêm một cấp nữa sẽ có vòng sáng và lên kháng tất cả 7 nè. Thêm một cấp nữa sẽ có vòng sáng và kháng tất cả 7 nè. Con ngựa này thì theo Khải nghĩ thì quay đầu chắc khoảng tầm 15 triệu quay đầu nè. Con ngựa này khoảng tầm 15 triệu quay đầu nha anh em. Con ngựa này nếu lên một cấp nữa thì giá trị của nó sẽ lên có thể lên đến hơn 20 triệu nè. Nếu mà đập lên một cấp nữa thì giá trị của nó sẽ có thể lên 20 triệu nữa. Khải nghĩ thiên nhẫn này cái băng rồng, Khải nghĩ cái băng rồng được, anh em cùng xem thử là phái gì nha. Khải nghĩ là chúng ta cùng xem thử phải cái băng này hay là thiên nhẫn. Như Anh, à cái băng rồng anh em à. Đó, vừa rồi Khải dự đoán sai nè. Như anh em thấy đây là Như Anh top 1 cái băng. Khải nghĩ là cái băng thiên nhẫn không phải sai rồi. Thiên nhẫn nè, tại vì là mang cái áo nhu tình, Khải nghĩ thiên nhẫn là chủ đạo, ai ngờ là ông này là cái băng nè. Này cái băng. Ta đang top 1 cái bang anh em. Top 1 cái bang. Tính là cái bang như thế này cực kỳ trâu rồi. Mà mang áo nhu tình thì chắc là full dam anh em. Theo kiểu full dam rồi. 40 chón anh em. 40 chón thôi. Làm gì được 80 chón. 40 chón thôi. 125 chậm. Đó. Được chưa? Được coi. Chúng ta cùng xem set đồ thử bao nhiêu tiền này anh em. Như con người này Khải có nói thì tầm 15 triệu quay đầu nha anh em. Con người này kháng cả 5. Kháng cấp 4. Thì cái này ép lên cấp 5 sẽ được kháng 7 nè. Thì kháng 7 ở server bán khoảng tầm 25 triệu trở lại nè. 25 triệu trở lại. Thì con này Khải nghĩ nó khoảng tầm 15 triệu hơn một tí. Đó, 15 triệu hơn một tí. Đang sở hữu một set ông bang 20 này. Cực phẩm 20 này. 29 này. 30 này. 29. Set ông bang này thì được ở giá trị là cực phẩm nè. Mắt ọp cực phẩm rồi nè. Đó, giá trị 20 này là gọi là cực phẩm là do nó mắt ọp 20 nè. Cực phẩm mắt ọp luôn. Còn giá truyền thường thì nó râm đông anh em, giá truyền thường thì râm đông 15 đến 20. Đó, còn cực phẩm này auto là 20 rồi. Set đồ này thì ăn bang này Khải nghĩ sẽ đồ mát nè. Set đồ ăn bang mát này Khải nghĩ nó ở trên giá khoảng tầm hơn 12 triệu. Khải nghĩ set mát này hơn 12 triệu. Tại vì set trung bình anh em. Set trung bình á thì nó khoảng tầm 6 triệu. Mà set mà tầm 18, set tầm 18 thì khoảng tầm 7 triệu, 8 triệu. Set này thì 20. Mà những món đồ bên cạnh này cũng khá là đẹp. Cũng gần mắt pin rồi. Khải nghĩ set này cũng tầm 12 triệu đổ lại. Đó, kèm với ngựa này khoảng 10 triệu nữa đây. 10 triệu con ngựa này là khoảng 25 triệu. Hai cái này dưới set. Nói chung là con ngựa với set là khoảng 25 triệu rồi. Áo này thì mắt pin luôn em ơi. Áo này kiểu gì mà đẹp. Vãi nồi kháng độc 25, sinh lực 200. Vãi nồi. Sinh lực 200, kháng độc 25. Không phải cực phẩm mà nó hơn cực phẩm cả anh em. Cực phẩm nó chỉ 199 anh em. Nếu mà cực phẩm thì nó chỉ 199 sức lực thôi. Cái này hơn cả cực phẩm luôn anh em. Này hơn cả cực phẩm nữa. 225 hơn cả cực phẩm hơn một điểm nữa. Rất là đẹp.
áo này Khải không biết mua bao nhiêu, nhưng mà nếu mà những cái áo thường thường nữa khoảng tầm 5 đến 10 kim, em khoảng tầm 5 đến 10 kim quay đâu. Còn áo này mắc thì Khải nghĩ không biết bao nhiêu, nếu mà thiệt chắc mua áo này, nếu mà đại gia mua chừng cũng tầm 3 triệu là quay đầu là đẹp tầm này. Nhưng mà hồi xưa họ mua thì bây giờ rất giá rồi, nên là giờ bây giờ có mua giá nào thì họ cũng không bán nè, tại vì cái áo này đẹp quá. Những cái áo cực phẩm đầu server nè, những áo được đầu server mà cực phẩm á, giá cứ 6-7 triệu một cái nè. Còn áo này thì Khải không biết giá, tại vì anh này bên server kia gì á, Khải không biết giá lắm. Nón 1840, nón này sinh lực 1840 thì nón này Khải nghĩ chắc nó cũng khá là ok. Nón này chắc cũng tầm 1 triệu hơn, nếu mà mua mắc lắm chắc cũng tầm giá hiện tại bây giờ cho nó giá mua thì Khải không rõ, tại vì ảnh bên server kia mà sao biết giá mua được nè. Còn hôm trước Khải thấy cái rau cái nón 1540 thì cũng có sinh lực cũng khá là ok. Thì cái nón nó bán 5 kim 1540, còn nón này 1840 cũng xấu dòng đẹp hơn. Thì Khải nghĩ cái nón này chắc cũng trên tầm giá bây giờ chắc cũng tầm 1 triệu hơn đó. Đó. Bao tây 25-20 thì bao tây này Khải nghĩ khá là rẻ. Server những bao tây thổ như này rất là nhiều. Tây này rất là nhiều nè. Rất nhiều. Đại lưng 2440, đại lưng là đẹp rồi nè. Đại lưng 2440 sinh khí 13, sinh lực hơi thấp thôi, sinh lực 13, 18 hơi thấp. Đại lưng này 2440 thì chắc cũng nằm giá hơn 2 triệu đó. Hơn 2 triệu đại lưng rồi đó. 30 kim, 2 triệu không 30 kim nè. Rồi. Đôi giày 1540. Đôi giày đây là một trong những đôi giày khá là ok, khá là đẹp ấy. 1540 thì tính ra thì sẽ đồ này đang có 120 chậm như này Khải nói nè, từ vũ khí này, giày này, nón này. Đó. Đôi giày này Khải nghĩ chắc cũng hơn 1 triệu nè, hơn 1 triệu ấy. Chung là tổng set đồ này thì cây vũ khí này đẹp anh em. Rồi set đồng bang đẹp này. Rồi con ngựa là đẹp này, đó. Cây vũ khí này Khải nghĩ chắc cũng tầm giá nó chắc ít như phải cũng từ 7 đến 10 triệu nè. Cây vũ khí này bèo lắm cũng 7 đến 10 triệu nè. Mấy đâu nè. Tuy nó vào cái hiện dạng làm chung 180 gọi là chung chung, nhưng mà Khải nghĩ nó ít giá ít nhất phải 70 triệu so với hiện tại bây giờ. Nói chung là set đồ này theo Khải nghĩ thì trên dưới cũng hơn gần 40 triệu, trên dưới gần 40 triệu nữa nè. Đó, set đồ này cũng khá là ok. Cái băng nha anh em, cái băng rộng anh em, tại đang mang áo nhu tình, nếu mà sử dụng phi phong thì anh này sẽ có 4 kỹ năng vốn có nè. Anh này sẽ có 4 kỹ năng vốn có, cái này khá đẹp nè. Lúc nãy Khải nhìn Khải cứ nghĩ là thiên nhẫn, nhưng mà anh này là cái băng rộng nè, cái băng rộng đó. 40 chón 120 chậm, lượng phòng thủ khá là cao nha, mang phòng thủ khá là cao nè, phòng thủ khá là cao. Rồi anh em xem video này của Như Anh, một cao thủ cái băng rộng, thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi, một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Đừng quên anh em thích soi đồ cao thủ nào cứ comment bên dưới, Khải sẽ soi tiếp tục những anh em băng hội ACE cho anh em xem. Và đây là trưởng lão ACE nha anh em, trưởng lão ACE nha anh em. Rồi ok. Cái băng này đánh sao lại Khải được, bậy quá. Cái băng này Khải tăng hình khai phẹt như máy phẹt anh em ngay, sao mà đánh lại Khải được.